Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục Phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Tam Đường là huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 86% dân số toàn huyện. Trước những ảnh hưởng của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các cấp các ngành của huyện Tam Đường, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trên địa bàn. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung, mời quý vị cùng theo dõi. Giàng Thị Kia, bản Chin Chu Trải, xã Nùng Nàng, năm nay mới 15 tuổi, nhưng đã có 2 con, đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tháng tuổi. Em cho biết, dù phong tục và kiến thức về hôn nhân còn hạn chế, nên đã kết hôn từ năm 13 tuổi. Hôm nay, được Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể xã bản đến tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Gia đình đã hiểu về những tác hại của việc lấy chồng sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, con cái và chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Tôi lấy chồng từ năm 13 tuổi, đến nay đã sinh được 2 con. Do lấy chồng sớm nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tôi khuyên các bạn cùng tuổi như tôi không nên lấy chồng sớm để cuộc sống được tốt hơn. Chi hội phụ nữ bản Chin Chu Chải hiện có 41 hội viên phụ nữ. Để giảm thiểu nạn tảo hôn của bản, thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục truyền thông, giáo dục người dân theo kiểu mưa dầm thấm lâu về tác hại của việc tảo hôn. Từ đó giúp trẻ chưa thành niên trên địa bàn chuyển đổi hành vi, kết hôn đúng độ tuổi, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Những thời gian qua thì phụ nữ xã đã bảo mình chi hội chuyện phụ nữ phải tuyên truyền về cái tảo hôn và kết hôn, tổng kết thống kia thì mình đã tuyên truyền về đấy. Lúc đấy thì còn chưa chặt chẽ như bây giờ, thì lúc đấy nếu ai tảo hôn thì phải phạt, nhưng mà bây giờ thì lại càng chặt chẽ hơn, thì bây giờ lại tảo hôn không cho tảo hôn nữa, thế là bây giờ là không có người tảo hôn rồi. Bây giờ làm mô hình từ năm 2021 về đây thì 2022 về đây thì về đến 2024 này thì không có ai tảo hôn nhiều rồi, dặn dần rồi. Bây giờ thì em không biết nữa đâu, nhưng mà chắc là bây giờ thì chắc là dần dần không có tảo hôn rồi. Bản Chin Chu Chải có 50 hộ với 252 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Mông sinh sống. Bà con chủ yếu dựa vào chăn nuôi trồng trọt. Bản có 4 dòng họ: Trang, Thảo, Ma và Chu. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng tảo hôn diễn ra khá phổ biến. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền trong bản đã nỗ lực tuyên truyền giúp người dân trong bản hiểu về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, tỷ lệ các cặp tảo hôn đã giảm rõ rệt. Năm 2021, bản có 2 cặp tảo hôn, năm 2022 có 3 cặp, năm 2023 và năm 2024 không có cặp nào tảo hôn. Thì trong thời gian qua để Chin Chu Chải chúng tôi là cái tuyên truyền cái mô hình là kết hôn là cái thống, là nói chung là trong thời gian qua thì chúng là trong thời gian năm 2020 thì những trong bà con không còn một số còn tảo hôn, là nhưng cho đến nay thì chúng là tảo hôn thì chúng là tuyên truyền từng lớp nhân dân và từng hộ gia đình là thực hiện về cái mô hình kết hôn cận huyết thống, thì chúng tôi cho đến nay thì chúng là bà con rất thực hiện mô hình kết hôn cận huyết thống. Đấy, thứ nhất vậy, thứ hai nó là về để Chin Chu Chải từ năm 2020 là cho đến nay thì chúng là thực hiện mô hình là xây dựng bản bình yên đó là trật tự. Đấy, thứ ba là về năm 2023 2024 để chung theo lãnh đạo của cấp trên thì để cái triển khai về cái mô hình đảng viên và nhân dân là các đô thị của bản là không cho con tảo hôn và cận huyết thống. Là nói chung là cho đến nay thì nói chung là luôn luôn là các hộ gia đình là thực hiện theo của Đảng nhà nước đã đề ra. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường, Nùng Nàng có 7 bản, dân số là 687 hộ với 3.453 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 99,6%. Địa hình chủ yếu là đồi núi đá, độ dốc cao, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp mang tính tự cung tự cấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 25,36%. Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, phong tục tập quán của bà con chưa thay đổi, nhất là về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Mặc dù chính quyền xã thực hiện nghiêm Nghị định số 82 năm 2020, ngày 15 tháng 7 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đó, mỗi trường hợp tảo hôn trên địa bàn xã bị xử phạt từ 1 tới 3 triệu đồng. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nùng Nàng luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nói không với nạn tảo hôn. Đối tượng tuyên truyền là những thanh niên trẻ trong độ tuổi chuẩn bị lập gia đình, với nội dung phân tích rõ những hệ lụy, hậu quả của việc tảo hôn đến hội viên phụ nữ. Ngoài ra, hội vận động hội viên phụ nữ tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần. Trong thời gian qua thì cái tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Nùng Nàng thì cũng xảy ra rất là nhiều. Cụ thể như là mỗi năm thì xảy ra từng khoảng 5-6 cặp tảo hôn. Thì từ cái tình trạng đấy thì năm nay Hội Phụ nữ xã cũng đã tham mưu với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường thành lập mô hình không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại bản Chin Chu Trải. Trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng được bà con nhân dân là đồng ý, và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã đi tuyên truyền. Thứ nhất là chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các hộ và họp bản tuyên truyền cho các hộ để các hộ hiểu, và tối nay thì cũng sẽ tổ chức ra mắt cái mô hình không tảo hôn và kết hôn cận huyết tại bản Chin Chu Chải trong thời gian tới. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tăng cường đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh thiếu niên và vùng có nguy cơ cao về tảo hôn. Xây dựng các tin bài phản ánh về hậu quả của tảo hôn trên các nền tảng mạng xã hội, trang fanpage, Facebook, các nhóm thông tin cán bộ hội. Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, người có uy tín, hòa giải viên, cộng tác viên ở cơ sở trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình ngay từ khu dân cư. Vận động hội viên phụ nữ không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật nói chung và chính sách dân số nói riêng. Cái mô hình này là chúng tôi triển khai là cho, thứ nhất là tuyên truyền cho các hộ hiểu, và thứ hai nữa là các hộ nhất trí rồi thì chúng tôi sẽ xây dựng bản cam kết để cho các hộ ký cam kết và không tảo hôn. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để ngăn chặn vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Hội đã mở rộng thành lập các mô hình câu lạc bộ như gia đình hạnh phúc, phụ nữ với pháp luật, không sinh con thứ ba ở các chi hội bản. Hoạt động của các câu lạc bộ rất đa dạng. Đây không chỉ là địa chỉ tin cậy để hội viên phụ nữ tiếp nhận nhanh, sớm chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tỉnh ủy Lai Châu chúng ta thì rất là quan tâm đến cái phòng chống tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, và thực hiện cái chỉ thị 09 của tỉnh ủy và có kế hoạch số 124, kế hoạch chỉ đạo của huyện ủy về cái công tác phòng chống tảo hôn. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng tôi thì trong năm thì cũng đã thành lập cái mô hình phòng chống tảo hôn tại bản Chin Chu Trải, xã Nùng Nàng, và phối hợp với đoàn thanh niên huyện thành lập mô hình phòng chống tảo hôn tại bản Sàng Pháng Thấp, xã Khôn Há. Qua việc triển khai các cái hội nghị và ký cam kết thì là qua tuyên truyền thì là 100% các hộ dân đều đồng thuận và ký cam kết thực hiện mô hình. Thì đấy là một trong những cái mà chúng tôi thấy là bắt đầu chúng ta là gọi là đưa cái chỉ thị 09 đi vào cuộc sống của bà con. Đấy, thì đấy là một trong những cái nội dung mà Hội Phụ nữ huyện cũng đã cố gắng để thực hiện. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo các xã là gọi là nhân rộng thực hiện mỗi đơn vị là xây dựng một mô hình để làm sao là mỗi năm chúng ta thực hiện một mô hình và nhân rộng ra để tiến tới thứ nhất là đẩy lùi và xóa bỏ hoàn toàn cái tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện. Tại các xã vùng cao của huyện như Khun Há, Tả Lèng, Nùng Nàng, Sang Ma, để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên các địa bàn này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tích cực triển khai thực hiện quyết định số 498 ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh để bà con chủ động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đa phần, các cặp tảo hôn đang trong thời gian đi học, nên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền không tảo hôn, vận động học sinh và gia đình học sinh cam kết không tảo hôn, kết hôn cận huyết, tổ chức ngày hội đọc sách, nhiều hội thi về các chủ đề tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Cùng với đó, các thầy cô giáo và phụ huynh đã quan tâm các em sát sao hơn. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn trong học sinh đã giảm rõ rệt. Theo cái kế hoạch 124 của huyện ủy Tam Đường ấy, và cũng theo cái chương trình kế hoạch của huyện, thì năm 2025 là huyện Tam Đường sẽ về đích nông thôn mới, là huyện nông thôn mới, do đó đạt chuẩn nông thôn mới, do đó thì là đối với lại cái việc mà thực hiện cái mô hình phòng chống tảo hôn này thì cũng là một trong những cái nội dung góp phần vào thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo phụ nữ các xã là sẽ học tập, ví dụ như là riêng phụ nữ Khun Há là cũng có thành lập được 2 mô hình phòng chống tảo hôn, và hiện tại thì phụ nữ huyện cũng làm 2 mô hình. Đấy, thì từ những cái mô hình này thì chúng tôi sẽ là chỉ đạo các xã là mỗi đơn vị là thành lập một mô hình và tiến tới là nhân rộng ra các bản để chấm dứt cái tình trạng tảo hôn đối với trẻ em vị thành niên. Để ngăn chặn vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết là việc làm cần có tính liên tục để nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cũng như các chế tài xử lý các trường hợp vi phạm vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Chỉ như vậy mới có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng này.